Rồi, xin mến chào chú anh chị nha. Hiện tại Nhã đang ở trong cái tòa nhà Landmark 81 lầu đó vị. Tòa nhà cao nhất Việt Nam giờ ha. Thì họ có mở cái trung tâm thương mại. Ok, rồi. Quý vị cùng nhìn cảnh xung quanh đây nha. Đó, Landmark 81 lầu ha quý vị. Khá là đẹp luôn. Wow, hoàn cảnh quá tạp. Đây có Huế Delights này nọ nè. Đó, đây ở trên lầu. Bây giờ cùng đi lên lầu nha. Ồ, rộng quá quý vị. Đi nãy giờ chưa hết nữa. Quý vị thấy không? Rất là đẹp ha. Đây mát 81 lầu. Đây có những bạn họ đi chơi với nhau. Đã ghê hết quý vị. Vui ha. Đó, đây có cảnh chụp hình nữa quý vị, rất là vui luôn. Chụp hình trong đây vui. Có mình bảo vệ, nó bảo vệ giữ gìn trật tự ha. Hơn mát 81. Ồ, đẹp quá. Mọi người thấy không? Có số 81 nè. Vincom Center Landmark 81. Vui quá ha. Ồ, đẹp quá. Đó, còn đây là không khí phía bên ngoài nữa vậy. Bên ngoài ha. Đó, rất là đông vui luôn. Wow. Đang đêm rồi mà còn đông ha. Đang đêm rồi mà người Sài Gòn á, còn kéo đi chơi đó vậy. Ồ, hoành tráng quá. Thôi, đi dài dài lên đây chơi ha. Đây, đi dài dài lên đây chơi. Thôi có gì hay không? Đó, vậy thấy không? Không khí xung quanh. Ồ, tắt đèn rồi. Đó, không khí xung quanh đây ha. Wow. Không khí xung quanh Landmark 81. Vui ghê ha. Rồi, ngoài đây có mem nhỏ tắm nước nữa vậy. Rất là vui luôn ha. Dưới những cái tòa nhà sang trọng. Đó, mấy em bé tắm nước ha. Áo vị xem nè, rất là hoành tráng luôn ha. Ồ, dưới những cái tòa nhà sang trọng có những em bé tắm nước nữa vị. Khá là vui luôn ha. Đồng vui quá. Đó, wow. Người ta mở nước dần dần ha. Ok. Đi về kia. Đó, đây có những em bé tắm nước nữa vậy. Vui quá ha. Dọc nước trở về tuổi thơ hết vậy. Nó giỡn với nước. Nó vậy thấy không? Quá dễ thương ha. Tắm nước á, thu hút rất là đông em nhỏ. Mấy em nhỏ này có thể là con của
những cư dân mà ở trong cái tòa nhà Landmark 81 này quý vị. Rồi, dễ thương ha. Wow, nằm luôn ha. Vui quá. Nó vị thấy không? Nó bé nhỏ ha. Nó rất là chu giỡn. Lằng xả ghê hả quý vị. Vui quá ha. Trở về tuổi thơ. Bum 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 bum. Nắp béo vàng nên lại có trai ấy, chơi giỡn với nhau. Quá đã đời ha. Wow, mấy bé chơi giỡn với nước rồi quý vị. Có bé ngồi ở trên cái đường mà nó cúng lên á. Vui quá ha. À, quá vui. Trở về tuổi thơ hết vậy. Quá đã ha. Đó, tuổi thơ mấy bé mà con nhà giàu phải nó quá sướng. Mạnh tráng ghê ha. Đây đó, thấy không? Quá đã đời ha. Không khí xung quanh đây. Wow, đã quá. Nhớ thích nhìn cảnh mà mấy bé nhỏ đó vậy, nô đùa chơi với nhau á. À, rất là dễ thương luôn. Mấy bé con nhà giàu á thì sướng lắm. Còn mấy bé dưới quê á, tắm sông này nọ. À, khác nhau nhiều hả vậy. Muốn vào ở cái khu này là phải bạc tỷ nha. Bạc tỷ mới vào đây ở được. Oh, vui quá ha. Hai bé nhỏ chạy giỡn. Wow. Ồ, bên này nước lên nữa vậy. Đây nước lên. Đó, nước lên ha. Bắn tung té. Wow, quá đã ha. Nước nó cũng đổi màu đó vậy. Xanh, màu tím này nọ. Đẹp quá ha.
các vị thấy không, tuổi thơ mấy bé con nhà giàu ở Sài Gòn á thì chơi những trò chơi này đó. Đã quá ta. Ok rồi, cảm ơn cô chú anh chị nha.